Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Nóng Accent Tom Châu Lâm và FZ 105i 2007 sẽ ra mắt trong hè này. Mẫu xe Yamaha FZ 105i 2007 là mẫu nước cơ bài ở hạng 105cc của nhà Yamaha, được nâng cấp từ dòng FZ 105i trước đó. Tương tự như Accent Tom Châu Lâm cũng được nâng cấp từ dòng Accent Tom 150 trước đó. Hai mẫu xe này được tích hợp công nghệ VVA và được sẽ ra mắt vào tháng 6 tới đây. Thời gian qua đã có những hình ảnh chạy thử của hai dòng xe này được Yamaha nâng cấp. Hình ảnh đầu tiên chúng ta dễ nhận thấy là chiếc FZ 105i với sự thay đổi ở bên ngoài như đèn pha LED, đèn hậu LED, hai cánh bửng được thiết kế lại. Điều này thì trái ngược với thiết kế ở dòng Accent Tom 105. Khi hình ảnh mẫu xe này được chụp từ phía sau không có gì khác biệt. Theo dự đoán của Accent Tom 105 sẽ được biến đổi từ ở phía trước thay vì ở phía sau. Thông tin gần đây cho biết hai mẫu xe này được nâng cấp từ 105cc, áp dụng công nghệ VVA và van biến thiên, sẽ cho ra mắt vào tháng 6 tới đây. Mẫu FZ 105i có rất nhiều biến đổi, nhất là đèn pha LED dạng 2 tầng. Trong khi đó, Accent Tom 105 trên đường chạy thử dự đoán sẽ ra mắt cùng lúc với FZ 105i. Hai dòng xe này là hai tùy chọn nâng cấp của dòng Accent Tom 105 và FZ 105i, đồng thời với bán hai mức giá khác nhau. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật thông tin mới nhất về dòng sản phẩm hot này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.